Xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình là Đất Đai. Còn em mình là Nhưng ý. Nhờ mình mới vừa cấp điện. Nhờ mình ở thành phố nên có điện rất là lâu rồi. Còn nhờ bà nội mình thì chưa có điện nên mình cầm một cái đèn dầu. Em mình cũng dạy cầm một cái đèn dầu. Đèn dầu đó. Đây, còn ba mẹ mình thì cầm một bắn đèn để đi rửa chén. Đèn dầu y cho như là một con đốm đốm bỏ trong một quả trứng. Đây. Đây. Cúp điện thoại tới âm u luôn. Còn hồi nãy em mình lỡ làm bể một cái đèn dầu nên ông nội mình lấy dọn ở trên nhà chay. Đây mình xài mái treo quá. Đây cái đèn dầu của ông nội mình đây. Con đi. Đây cái đèn phụ. Còn đây cũng là một cái băng đèn nữa. Bây giờ mình sẽ bật thấy mấy cái băng đèn đó lên cho các bậc coi. Để mình lau tay á. Nãy em mình lại là một đũa đèn dầu. Đây cái băng đèn. Băng đèn đây. Đây sáng. Đây có điểm mót. Băng đèn thứ nhất là như thế này. Thứ hai như thế này. Thứ ba thì chớp chớp. Còn nút xô xô đây. Bây giờ mình sẽ test. Hai cái băng đèn này có thể bật cùng một lúc được luôn. Đây. Đây. Chứ nhà mình thật sự là chưa có điện. Bây giờ là bật hai nút luôn. Nút đây. Đây. Hai cái điều rồi. Điều cái tiếp theo đây. Và đây. Phần sẽ tối hơn. Còn đây chớp chớp. Đây kia cũng chớp chớp rồi. Đây nút xô. Xô đây. Bây giờ sẽ test. Cái mấy cái đèn này là sọc pin hàn hệ mặt trời nha các bạn. Với lại là có một cái nút thì sẽ bật đèn lên lẹ. Rồi gì đây. Sẽ có một cái nút ở trên đây. Nếu mà trời mưa bỏ gì thì ta sẽ tặng cho mình một cái cục sọt. Mình mua là người ta sẽ tặng kèm. Mà cái cục sọt để đây. Và mình sẽ sọt vào cái lỗ này để cho có điện. Mỗi khi cúp điện mình sẽ bật. Với lại một băng đèn. Có thể sắp bị màn hệ mặt trời nữa đây. Đây. Đây là nếu mà có ánh sáng là cái đèn này sẽ không sáng. Bây giờ sẽ đem ra ngoài đây. Wow, băng đèn này rất là sáng. Đây, như thế này. Có một cái nút chế độ nữa của các bạn. Khi các bạn mua là cái đầu to là hệ mặt trời. Còn cái đầu nhỏ ở trang này nè. Là nút on. Nhỏ to, vừa là tét luôn. Cái đèn này cũng như là cái đèn ảo thuật hơn. Mình sẽ chặt mấy bọn á. Là cái đèn này là đèn ảo thuật. Mình sẽ đem mình chai ta nè nè các bạn nè. Đằng sau đây nè các bạn. Đây có một cái phần đang thui ơi. Đây, đây rất đẹp, rất là sáng. Nó không có sáng, mình sẽ chai lẹ. Là sẽ sáng. Mình đã chôn, mình đã chặt rất là nhiều bọn rồi. Đây là bán đèn quét mở vân tay. Cuối cùng mấy bọn của mình đã phát hiện ra rồi. Đây em sâu làm khác hu hu cười lên dành miết cái giỏ mồi em mình làm không cho. Đây cái xăng đây mình sẽ đem đèn mình rọ hết cái xăng cho các bạn coi. Qua bên đèn đi đi cứ sâu đi dân na đi dân hè hả xăng đây, đây. Mà xăng này các bạn mình sẽ đi xuống xăng luôn. Ui quả bám rồi mình hết hầu. Đây là cài cối rồi. Giờ mỗi khi mà trời bỏ á là trang các loại cây á là cái gì là khỏe mạnh nhất, nó lao nhất.
nó lâu ngỡ nhất là cái dừa à. Tại mình dính dầu gõ, bây giờ mình xuống xin miếng nước mình rửa tối mà đây có xíu nước rửa tay đây rửa luôn. Anh còn hôi. Mà mình chỉ chát không rồi. Giờ đang bưng vào. Rồi lên cho chay. Đây là cái tivi. Cái tivi cấp điện. À không được, đây là cái quạt điện. Mày quay lọc xà bàn xí nha các bạn. Đang ghép. Đây quạt điện đây. À đúng cái đèn dầu. Đây, đây cái đài là có một cái nút nè. Bạn ấn vào. Có hai cấp độ, nó đang quay. Đây cấp độ nhẹ. Cấp độ thứ nhất, còn cấp độ thứ hai thì mạnh lắm. Đây, đây là tay của mình là Quân Đức. Họ và tên đầy đủ của mình là Trần Quân Đức. Đây. Đây là nơi sạc điện nha các bạn. Còn mỗi khi sạc điện á, các bạn muốn biết sạc điện á giờ là như thế nào á, là chăng đây sạc vô cái lỗ, sạc vô chỗ đây là chỗ này nó sẽ sáng lên đèn màu đỏ. Nếu mà không sáng là nó chưa vô. Chém mốt chú. Rồi. Chém nè. Gọi ba mẹ mình lên nè. Mua đây cái đèn của mình đây. Ông ba la giùm con đèn với. Mới đủ. Con đủ vào. Đây. Đem đèn đi review. Đây. Đâu rồi? Điện đâu rồi? Quá, ba hết điện rồi ba. Lưu. Lên lên miếng niệm con. Không được rồi. Xin đừng mà giảm đi review. Đây 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 là cái đèn uống nước. Đây là cái bàn uống nước lần hôm nọ mình. Mấy bữa mình sợ mình không dám ra nè. Hôm nay mình quay vlog này mình ra mình quay cho các bạn coi này. Nhớt lắm. Đây có ghế đầy đủ ấy. Quê nọ mình ở Đức Phổ. Phổ Cường. Đi ra, đi lên kim niệm báo đây, kéo kim niệm báo đây. Mới vừa chạy chiếc chiếu. Đi lưu lên ôm mà báo đây. Đây mới vừa chạy chiếc chiếu. Đây chiếc chiếu này. Đi đi. Mà sao lên kim niệm. Dạ ướt nhẹp tay luôn. Đây, đi cái kệ tối quá. Đang đi tìm hàng ướt. Chưa. Hàng ướt rồi mà ha. Mà mình cũng không biết hàng ướt đâu luôn. Thôi. Dạ. Cái đèn mình như là hết pin rồi. Hết pin rồi. Anh nhưng mà sạc pin hòa hơi ít hay sao. Tấu thui luôn. Y cho như là một cái tivi bị cấp ấy. Ông bà đang khiêm nè em bà. Bà. Vậy không? Vậy hả? Lấy đồ. Con ông bà, đi lên khi nè em bà. 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 Lấy khi nè em xuống. Con đỏ. Bà lấy khi nè em xuống nè mà. Mẹ đau lưng á, mẹ mới đứng ra đau lưng á. Dơ, có mẹ mới dơ. Mẹ mới chưa rửa. Em sẽ kêu ông nội. Ông nội. Ông nội. Lấy khiên niệm xuống.